Hãng tin RIA Novosti của Nga đã trích dẫn dữ liệu từ cơ quan thống kê châu, cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và Liên minh châu đã tăng 2,3% vào năm 2022, đạt 258,6 tỷ euro, mức cao nhất kể từ năm 2014. Xuất khẩu hàng hóa từ Nga sang EU trong năm 2022 đã tăng 25% và đạt 203,4 tỷ euro, thấp hơn 230 triệu euro so với mức tối đa trong lịch sử vào năm 2012. Trong khi đó, thì nhập khẩu hàng hóa từ EU vào Nga trong năm qua đã giảm 38%, xuống còn 55,2 tỷ euro, mức thấp nhất kể từ năm 2005. Thâm hụt thương mại của EU và Nga năm 2022 đã đạt mức kỷ lục 148,2 tỷ euro, gấp đôi con số của năm 2021. Phần lớn thương mại song phương được hình thành từ việc nhập khẩu hàng hóa Nga. Nguyên nhân được cho là giá năng lượng và các loại nguyên liệu thô từ Nga cho năm qua tăng, đồng thời với việc các nước châu tăng cường tích trữ khí đốt trước khi thắt chặt các biện pháp trừng phạt. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, thì Nga đã phải đối mặt với 10 gói trừng phạt từ Liên minh châu. Mặc dù dòng chảy thương mại chưa dừng lại, nhưng các hạn chế sẽ còn ảnh hưởng nặng nề đến thương mại song phương, mà nguy cơ sụt giảm kim ngạch thương mại giữa Nga và EU trong năm 2023, theo các chuyên gia, là nghiêm trọng. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.